sắc vóc bạn gái người mẫu của tiền đạo Joao Felix, người mẫu Margarida Cosero, bạn gái 20 tuổi của tiền đạo Bồ Đào Nha Joao Felix, được khen đẹp lạ quyến rũ. Theo Marca, Margarida Cosero là một trong số hoác vợ, bạn gái của các vận động viên quyến rũ nhất ở World Cup 2022. Cô và Joao Felix hẹn hò được 3 năm, thi thoảng sánh vai tại các sự kiện thể thao. Joao Felix, 23 tuổi, là cầu thủ chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Atletico Madrid tại La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Năm 2019, anh được trao tặng danh hiệu Golden Boy, danh hiệu dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc năm. Tại World Cup 2022, ở trận Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ hôm 6 tháng 12, Joao Felix kiến tạo cho Goncalo Ramos ghi bàn. Margarida Cosero kém bạn trai 3 tuổi, là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Bồ Đào Nha. Margarida Cosero gia nhập làng mẫu năm 12 tuổi, sau khi được một công ty giải trí phát hiện. Trên Vanity Team, người đẹp cho biết đây là công việc cô yêu thích. Các chuyên gia lĩnh vực thời trang cho Margarida những lời khuyên để cô trưởng thành, ngày càng chuyên nghiệp. Margarida Cosero nói nhược điểm nghề nghiệp của cô là ít có không gian riêng tư vì luôn được chú ý bởi vai trò người của công chúng. Margarida Cosero quảng cáo cho nhiều thương hiệu áo tắm, đồ ngủ, trang phục thể thao. Trên trang cá nhân của người mẫu, nhiều khán giả nhận xét gương mặt cô vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Margarida Cosero cao 1,66m với số đo 3 vòng 80-57-88cm. Người đẹp cho biết bí quyết làm đẹp của cô là ở sự cân bằng, điều độ trong chế độ ăn uống và tập luyện. Margarida Cosero không ăn kiêng mà sử dụng thực phẩm đa dạng. Cô tới phòng gym 3 lần một tuần, cô chăm dưỡng ẩm da. Sử dụng kem dưỡng tóc thường xuyên để duy trì mái tóc khỏe.